Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Kinh Cầu Muốn của tác giả nhà văn Lê Xuyên, bản phát hành năm 1968, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 11. Tâm vội giới thiệu quý khách để cô ta ngầm hiểu rằng đây là một tay tổ miệt này. Đây là đại ca Bảy Núi, chỉ huy đại đội Thất Sơn lừng danh đó chị à. Và dây qua Bảy Núi, anh ta giới thiệu luôn. Đây là chị Quỳnh Mai. Bảy Núi hơi nghiêng đầu về phía sau, như để ngắm nghía cho kỹ hơn. Quỳnh Mai, mèn ơi, cái tên nghe cũng mát ruột mát gan rồi. Huỳnh Mai mỉm cười và cũng nheo mắt nhìn lại Bảy Núi. Đại ca. Bảy Núi. Dạ, cô cứ kêu tôi bằng anh Bảy cho nó nghe đời sống mới hơn. Huỳnh Mai gật gù. Ừ, tiếng đại ca nghe sao giống trong truyện tàu quá, nghe như Cường Sang Lạc Thảo gì đâu à. Thế và Tâm cùng đưa mắt ra hiệu cho cô ta nên giữ mồm giữ miệng một chút. Huỳnh Mai lờ đi và vui vẻ hỏi Bảy Núi luôn. Có phải như vậy không đại ca? Bảy Núi nhăn mặt. Nữa, với cô thì tôi là đại ca cái con khỉ gì. Tôi coi bộ cô rành chuyện tàu quá xá. Cường Sang Lạc Thảo à. Ha ha. Tụi mình sống ở đây thì không ít cũng nhiều cũng phải ráng bươn chải với người ta. Thời buổi súng đạn mà cô. Với lại mình tranh đấu thì phải có đệ tử, có anh em, cho nên tay chân cũng phải nhám nhúa một chút. Mấy cha nội đó có chánh trị thì họ nói là làm kinh tài đó cô. Huỳnh Mai cười giòn. Anh Bảy nói nghe ngộ quá. Bảy Núi gật đầu. Ờ, tôi hay pha ngang bữa cũ như vậy á, cho nên mấy cha nội chánh trị chừng mệt tôi luôn, nhưng không dám làm gì hết. Nói thiệt với cô nha, ba cái ta Diệt Minh còn phải xa tôi ra. Thời buổi này chánh trị là cái này đây cô. Vừa nói hắn vừa vỗ mạnh vào khẩu súng lục bên đùi. Huỳnh Mai chắp tay sau lưng tiếp tục quan sát hắn ta và khen dồi. Anh có vẻ là một nhân vật đặc biệt lắm, như một võ tướng ở Mỹ Tây Cơ hay Nam Mỹ gì đó. Bảy Núi quắc mắt hỏi. Thứ đó bộ tệ lắm sao cô? Huỳnh Mai cười đáp. Không, ngang tàn lắm. Một mình một cõi, không biết có ai trên đầu, và không xài súng thì sống không vô. Thời buổi này đúng là thời buổi của anh Bảy. Bảy Núi cười ha hả. Ha ha, cô nói vậy tôi chịu đó. Chịu lắm, nhất là cô có ăn học. Mấy thằng chánh trị cái con khỉ gì ở đây, tụi nó coi tôi là một thứ giặt cỏ đó cô. Quỳnh Mai nhíu mày chắc lưỡi. Thiệt Bảy hết sức. Bảy Núi nhìn không chớp mắt. Đôi chân mày vừa đen vừa cong, một cách vén khéo của Huỳnh Mai, và không khỏi buộc miệng khen. Cô nhíu mày mà coi cũng hay nữa. Huỳnh Mai làm bộ cự. Anh kêu ngạo tôi hoài. Bảy Núi hằng hải nói. Tôi ít chịu khen ai lắm ngang cô. Ờ, à, cô ăn mặc như vậy coi cũng gọn nữa, mà lại vừa mốt khéo nữa. Hắn ta bước lại đi một vòng quanh người Huỳnh Mai, mắt không rời đôi chân như thuôn dài thêm trong ống quần cắt hẹp. Đoạn đối diện với cô ta, hắn gật gù. Dưới đây không dễ gì có người như cô, nhưng cô chưa được quay. Thế và Tâm lại nhìn nhau, trong lúc Huỳnh Mai tranh mảnh hỏi lại hắn ta. Sao lại chưa được quay? Hắn nghiêm trang đáp. Trước đây khi có một bà cũng cao ráo như cô, nhưng không được hoàn toàn như cô. Bà có biết nghề võ và cũng ham quánh giặc quánh giả lắm. Huỳnh Mai mở to đôi mắt. Ý trời, giỏi vậy sao? Tâm nói vô. Chị chưa biết á, chứ có nhiều cô có nghề võ cùng mình lại chơi đao chơi kiếm, thấy ớn xương sống lắm. Bảy Núi chầm bẩm gật đầu. Đúng đó. Huỳnh Mai phì cười. Nhưng tôi có biết miếng võ nào đâu. Bảy Núi lắc đầu. Không cần, hồi mới kháng chiến thì mới bày đặt mấy cái thứ đó, chứ bây giờ ăn thua gì. Súng đạn ầm ầm thì nghe võ nào vô đó chịu cho nổi. Có sâm bùa như tôi đây thì mới đỡ. Huỳnh Mai chồm tới ngó vào ngực hắn ta,
và toan đưa tay chỉ sát lên dãy hàng chữ bùa ngoằn ngoèo trên ấy. Nhưng hắn vội nhích người ra, nghiêm giọng nói: "Ê, không nên. Thứ này kỵ đàn bà, xào quần áo gì cũng không được chui qua." Quỳnh Mai tinh nghịch hỏi: "Như vậy rồi làm sao anh Bảy có vợ, mà nghe nói có nhiều vợ nữa?" Hắn cười đáp: "Vợ thì được, nhưng cũng kỵ những ngày dơ giấy. Xin lỗi cô, tôi có tánh nói thiệt, rủi ra cô nhầm kỳ." Quỳnh Mai mỉm cười: "Anh khỏi lo chuyện đó, nhưng thời tôi không dám rời mó vô đó nữa đâu." Bảy Núi hớn hở trở lại: "Để bữa nào tôi đem qua tặng cô một khẩu súng sáo nhỏ, bá bằng nhà đàng hoàng, để cô mang cho quay. Hồi nãy tôi nói đó." Quỳnh Mai reo lên như một đứa trẻ: "Thiệt không anh Bảy?" Bảy Núi hơi ngã đầu ra phía sau như để tỏ ý bất bình: "Coi, tôi nói một là một, hai là hai mà. Có vậy tôi mới chỉ huy nổi cái đám trời thần của tôi chứ." "Vậy anh Bảy nhớ nghe." "Dạ, không nhớ sao được." Dứt lời, Bảy Núi moi thuốc ra hút, chụp lấy dịp này thế vội lên tiếng để đuổi khéo Quỳnh Mai đi: "Thôi, chị giúp cho chị Dung dọn dẹp." Bảy Núi can thiệp liền: "Ê, để cô ở đây nói chuyện cho vui. Bộ đại ca tính đem cô giấu sao?" Thế gượng cười: "Thôi, sợ đại ca qua đây còn có chuyện gì khác nữa, và có mặt chỉ không tiện." Bảy Núi xua tay: "Tôi qua đây để ra mắt đại ca vậy thôi. Bây giờ mình phải kiếm chỗ nào để ngồi uống nước trà, nói chuyện tầm khào chơi chứ." Thế chưa kịp lên tiếng thì Quỳnh Mai đã nói hớt: "Vậy mời anh Bảy lên nhà sang." Mắt Bảy Núi sáng lên: "Chắc cô ở trển phải không?" Quỳnh Mai gật đầu: "Dạ phải. Thôi để tôi chạy lên lo dọn dẹp trước." Bảy Núi chặt lưỡi: "Ê, chỗ quen biết với nhau chứ có khách khứa gì đâu mà cô phải bày đặt thêm ra không biết." Quỳnh Mai nhoẻn miệng cười, liếc xéo Thế đoạn chạy đi. Bảy Núi nheo mắt nhìn theo, đoạn thúc nhẹ cô chỏ vào người Thế: "Vậy mà hồi nãy đại ca tính giấu nhẹm cô luôn chứ?" Thế phải cười tươi: "Dạ, tôi sợ làm rộn đại ca." Bảy Núi thân mật níu vai anh ta: "Bảy nè, mà tôi hỏi thiệt nha, kẻo anh em mít lòng, đại ca với cổ có lẹo tẹo gì nhau chưa?" "Dạ không mà." Bãi Núi dài qua hỏi Tâm: "Đúng vậy không đại ca?" Tâm lý chừng Thế, đoạn cưỡng đáp: "Dạ anh nói vậy thì là đúng." Bãi Núi gật đầu: "Ừ, nếu vậy thì anh em mình dễ nói chuyện với nhau lắm. Thú thiệt với mấy đại ca, tôi về đây tôi muốn giữ làm sao đừng có xảy ra chuyện mít lòng giữa anh em tụi mình." Thế nhíu mày: "Dạ đại ca có dự tính chi đó?" Bảy Núi hất hàm chỉ về phía trước: "Thôi anh em mình lên trên, kẻo cô Quỳnh Mai cô đợi." Mãi đến khi trời sụp tối, Bảy Núi mới chịu rứt ra về. Như muốn trêu tức Thế, Quỳnh Mai còn cố đòi đưa hắn đến xuồng, nhưng Bảy Núi đã cản lại. Quỳnh Mai không quên nói dối theo: "Để bữa nào rồi qua thăm anh Bảy nghe anh Bảy." Bảy Núi quay lại cười ha hả: "Cô qua tôi sẽ đón tiếp một cách linh đình. Nhớ nghe, hôm qua tôi sai tụi Cẩm Tử qua bắt cóc đa." Quỳnh Mai cười ngất: "Không sợ đâu, mà nhớ đem cho tôi khẩu súng để mang cho oai đó nghe." "Ừ mà." Bãi Núi hớn hở bước tới và xuống giọng tâm sự với Thế và Tâm đi kèm hai bên: "Thiệt à, cô Quỳnh Mai dễ thương quá. Có lẽ phen này tôi sắp phát đạt nên mới gặp cổ đây." Thế nói đẩy đưa theo: "Dạ, chỉ vui tánh và nhiều khi tự nhiên quá." Bảy Núi nói liền: "Tôi chịu người vậy đó đa. Có ăn học mà ăn nói tự nhiên, không kêu không kỳ là quý nhất hạng rồi còn gì nữa." Tâm ngập ngừng hỏi vô: "Chắc đại ca sang đây còn có việc gì cần khác?" Bảy Núi giang hai tay ra để níu lấy vai của hai người đi kèm: "Thiệt ra thì cũng có chút việc quân sự, nhưng bây giờ thì dễ tính lắm." Thế nghiêm giọng hỏi: "Đại ca cho tụi tôi biết có được chăng?" Bảy Núi cười đáp: "Chỗ anh em mình thì có gì là không được. Chắc anh em dư biết rằng vùng này từ hồi đời nào tới bây giờ do bọn của tụi này kiểm soát." Thế đỡ lời hắn ta: "Tụi tôi về đây cũng ráng giữ mọi việc cho tốt đẹp đối với cô bác, và cũng không dám thâu thuế thâu má gì." Bảy Núi chắc lưỡi: "Cái đó là bậy. Mấy đại ca tập cho họ quên cái nết không đóng thuế đó thì tụi này đâm ra khó làm ăn." "Thì đại ca cứ tiếp tục." "Cũng kẹt quá. Bởi vậy tôi tính đề nghị với đại ca bên này là bây giờ tụi mình nên sáp chung lại,
nên đoàn kết lại. Tâm nói chen vô. Dạ, cố nhiên, lúc nào mà tụi mình không đoàn kết. Bảy núi chắc lưỡi. Đành rằng vậy, nhưng mấy đại ca cứ đứng lông chông, trong lúc tụi tôi kéo về ở gần đây thì cũng có chỗ bất tiện. Thế gằn giọng. Hay là đại ca muốn cho tụi này giờ đi nơi khác chăng? Bảy núi cười lớn. Ha ha, không phải vậy đâu. Chẳng lẽ tôi đuổi cô Huỳnh Mai đi luôn sao? Thiệt ra từ trước đến nay tôi ít chịu chung đụng với ai. Hoặc là họ biết phận dông trước, hoặc là tôi sáp nhập cục lại. Không phải tôi có tánh khắc nghiệt, nhưng thời buổi súng đạn này nhiều khi một phe một bọn với nhau, mà người ta còn nổ thì huống chi kẻ lạ người xa. Mình sống theo cái lối này thì phải thủ trước là hơn. Thế hỏi liền. Vậy đại ca tính cho tụi tôi sao đây? Bảy núi níu chặt vai Thế và Tâm ghi lại. Dễ lắm mà, chẳng có sao hết. Nhất là tụi tôi về đây để nghỉ ngơi, nhưng tôi phải phòng xa trường hợp mấy đại ca đá vò lái. Thế sẵn giọng. Đại ca dư biết rằng từ hồi nào tới bây giờ phe của tụi này không có chơi cái mửng đó. Xin lỗi đại ca, tôi nói ra đây đại ca từng phiền. Chính anh em tôi đây mới sợ rằng đại ca tước khí giới bất tử. Bảy núi cười rộ. Hơ hơ, anh em mà, sao mấy cha đa nghi quá vậy? Thế gằn giọng. Tiện đây tôi xin nói, nếu mình là anh em thì nên tránh trước chuyện mít lòng. Tụi tôi bắt buộc phải tự vệ nếu gặp trường hợp ấy, và đó là một điều vạn bất đắc dĩ. Trong lúc anh em mình bên nào cũng vậy, đều có bọn tay đang rình sát cảnh nách. Bảy núi cười khang. Khổ quá mà, tôi biết rồi. Đại ca đừng có giảng cho tôi nghe mà. Tay tàu gì, kệ mẹ nó. Riêng anh em mình thì trong có chuyện gì lục đục đâu, đều có một người ra bảo lãnh. Thế ngờ ngác. Ai vô đây làm việc đó hả đại ca? Bảy núi đáp gọn. Cô Huỳnh Mai đó làm chi? Thế lạc giọng hỏi lại. Chị Huỳnh Mai? Chị đó mà ăn thua gì? Bảy núi cười hô hố. Không ăn thua với mấy đại ca, chứ rất ăn thua với thằng em này. Tâm rụt rè hỏi vô. Nhưng chị dầu sao cũng là một người đàn bà, và thật ra đối với đại ca đây cũng chẳng có uy tín nào, thì bảo lãnh gì được? Bảy núi sốt sắng đáp. Đối với tôi có uy tín lắm mà. Thế thắc mắc. Nhưng tôi không thấy chị bảo lãnh bằng cách nào được. Bảy núi ngần ngại trong một giây, rồi chợt cười ha hả, vỗ mạnh vào vai Thế và Tâm. Có vậy mà không biết, thì có cổ ở đây tôi phải coi chỗ này là cấm địa, và đâu có dám dòm ngó gì vô. Tôi mà làm ẩu để mít lòng cổ à, thì kể như cổ đã đứng ra bảo lãnh rồi. Mấy đại ca không thấy cổ vui vẻ chuyện trò và còn đòi qua chơi bên tôi đó sao? Tôi chịu đàn bà con gái dạng dĩ như vậy à. Và chịu nhất là cổ có ăn học mà ăn nói dễ thương. Ý trời ơi, cổ còn khen tôi ngon lành nữa. Trong lúc khắp bầu trời thiên hạ đều coi tôi như một tên cướp của giết người, đốt nhà hiếp đàn bà con gái. Cả Tâm và Thế đều phì cười trước những lời tâm tình ấy của Bảy Núi. Yên lòng, Thế thấy cần có vài câu xã giao. Đại ca là một nhân vật khác thường, tôi vẫn thích được sống một cuộc đời ngang dọc như đại ca. Bảy Núi bóp mạnh vai anh ta. Bộ gió học trò của đại ca thì sống kiểu đó sao được? Đại ca thấy máu cũng đã xây sẫm mày mặt rồi, thì làm sao thiên hạ ngán cho được? Rồi hắn chợt nghiêm giọng. Nè, tôi nhờ hai đại ca cái này ngang. Tâm vội hỏi. Chi đó đại ca? Hai đại ca ráng làm mai cô Huỳnh Mai cho thằng em của hai đại ca. Thế gượng cười. Đại ca có vợ cái đống cái lèn đó thì... Bảy Núi trịnh trọng đáp. Vợ thiệt tình của tôi thì mới có hai bà hà, còn mấy thứ cặp nách dọc đường đâu có kể. Hai bà kia tôi lấy hồi chưa có giặt. Ơi, hắn ta thở ra. Mỗi bà một nơi, đều là người mần ăn. Nay hai bà lo nuôi con chứ không biết gì đến chuyện tôi làm trời làm đất đây hết. Tội nghiệp hai bà hiền quá. Tôi nói sao nghe vậy. Và mấy năm nay tôi đi hoài nên cũng không về thăm được. Nhưng mấy lần bị thương gần chết, phải rút lên núi ở, thì thế nào không sớm thì muộn hai bà cũng lò mò lên thăm. Tội nghiệp. Tâm nói vô. Đại ca được hai bà như vậy là điều rất quý. Bảy Núi chặn lời anh ta. Nhưng hai bà hiền quá, chỉ biết ở nhà nuôi con. Thế cười chen vào. Chứ đại ca đi lung tung kiểu này thì làm sao ai theo được. Bảy Núi vẫn nghiêm giọng. Đành rằng vậy, nhưng mấy bà dư sức nghe đồn là tôi có mèo chuột lung tung. Nhưng mỗi khi gặp mặt tôi, mấy bà không hề hé môi ghen tương một tiếng. Như bà ở Cái Dầu,
còn khuyên lớn tôi là không nên cặp sách bậy bạ mà nên kiếm người đàng hoàng. Còn bà ở Phụng Hiệp, bà lớn đó, lại căn dặn tôi không nên ép ổ người hiền lương cho tổn đức. Tội nghiệp mấy bà biết tánh nết của tôi hay hảo ngọt nên còn lo cho tôi. Thế thành thật lên tiếng: đó là những người đàn bà hiếm có, đại ca phải biết ơn mấy bà mới phải. Giọng Bảy Núi trở nên ngùi ngùi: tôi trọng mấy bà lắm và phục nữa. Tôi tính đến chừng hết giặc giả tôi sẽ lui về hữu hỷ với mấy bà để dưỡng già luôn, nếu ông trời không bắt tôi chết sớm. Đến đây hắn chợt cười lớn rồi hớn hở nói tiếp: nhưng bây giờ tôi phải có một bà để theo tôi, một bà sắc sảo và có chữ nghĩa như cô Huỳnh Mai đây thì là nhất hạng. Từ hồi nào tới giờ tôi gặp hàng chục con, nhưng toàn là thứ lạm sầm, chỉ biết ăn giọng rồi nằm thù lù ra đó như heo nái. Vậy hai đại ca ráng làm mai cho tôi nha, chắc tôi được cô Huỳnh Mai đây à, tôi hên lắm đà. Đại ca Tâm giúp tôi một tay nha. Tâm ấp úng: dạ cái đó. Thế đỡ lời bạn: thật ra tụi tôi đây cũng ngán luôn chị Huỳnh Mai, tụi tôi sớ rớ vô nói chỉ dám mừng tụi tôi sát dáng lắm. Bảy Núi cười hỏi: vậy việc này không nhờ cậy hai đại ca được à? Thế vội đáp: cố nhiên là tụi tôi sẽ chuyển lời của đại ca lại, nhưng đại ca nói thiệt hay là vui miệng cà rỡn chơi. Bảy Núi vỗ nhẹ vào bao súng lục: từ cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ, Bảy Núi này chưa biết nói giả ngộ bao giờ hết. Hai đại ca làm ơn nhớ kỹ dùm điều đó cho mấy em của hai đại ca. Thế nói đẩy đưa theo: dạ, tụi tôi xin nói lại với chị. Ngoài ra chắc đại ca dư biết rằng việc đó cũng là việc riêng của chị, cũng như tùy ở tài riêng của đại ca. Bảy Núi cười đắc chí: ha ha, cái đó hai đại ca khỏi lo, không phải khoe cho đàn bà con gái không biết làm sao, chứ hễ tôi nhán qua nhán lại vài lần là chịu tôi liền. Tâm nói vô: dạ chị Huỳnh Mai đây cũng hơi khó tính, đại ca còn lạ gì chỉ ở chung với anh em từ lâu mà không ai rớ tới được. Bảy Núi nắm mạnh vai Tâm: tính đàn bà con gái nó kỳ vậy đó đại ca, làm như mấy cái thứ ở gần họ đều không linh vậy. Mấy đại ca tay nào tay nấy trông cao ráo sạch sẽ mà không dính vô được là vậy đó. Thế rụt rè nói vô: và tỷ như chị vẫn khó như cũ thì đại ca tính sao? Mười đầu ngón tay của Bảy Núi bấm mạnh vào vai của Tâm và Thế trong một giây, rồi hắn ta phá ra cười: à, cái đó thì tôi phải tin chứ, mà không sao đâu. Tôi quánh giặc thì có khi ăn khi thua chứ, tôi cưới vợ bé thì lần nào cũng ăn chắc hết. Thế còn ráng nói thêm: chị Huỳnh Mai hơi khó. Ê, có khó thì được mới ngon chứ. Ba người đã đi đến bờ xẻo. Bảy Núi đã buông thõng hai tay bá vai Thế Tâm xuống: thôi tôi rút lui nghe hai đại ca, và nhớ để ý giùm vụ đó cho tôi. Chợt thấy anh đội viên của bọn Thế Tâm đứng gần đấy, hắn bước lại đưa tay sờ vào khẩu súng cắt pin bá xếp và trầm trồ: thứ này mà có gấp đạn mắc me, thứ sắc rỡ hình công như vậy nữa thì nhất hạng rồi còn gì. Có nhiều không mấy đại ca? Tâm vội đáp: dạ có vài cây. Bảy Núi nửa đùa nửa thật: sao tôi nghe nói nhiều như củi đống. Rồi không đợi câu trả lời, hắn ta to tiếng gọi hai thủ hạ dưới xuồng: về đi tụi bay. Dứt lời hắn quay qua vỗ mạnh vào vai Tâm Thế như để chào tạm biệt, đoạn hối hả bước xuống xuồng. Thế lên tiếng hỏi Tâm: không biết thằng Chả tính cái gì mà ăn nói lăng nhăng vậy hả anh? Tâm cười đáp: với ông nội đó thì mình không biết đâu mà rờ, nhưng tôi coi bộ hắn ta mặn chị Huỳnh Mai lắm. Kể như vậy cũng vui. Chuyện này cho chị Huỳnh Mai chỉ săn văn xéo déo về hắn ta một phen, để chị biết vàng biết đá với người ta. Thế cào nhau: anh nói vậy sao được, tôi coi bộ thằng Chả muốn làm thiệt chứ không phải nói đùa cho vui đâu. Thằng Chả còn bắt tôi với anh làm mối mới chết một cử tứ chứ. Tâm gạt ngang: ăn thua gì, thằng Chả giỏi thì thằng Chả muốn cấu chỉ ai đó thì mặc tình. Có điều là tôi sợ thằng Chả kiếm cớ để bắt ý anh em mình cái gì đây. Thế chắc lưỡi: thì đó, tôi sợ trường hợp đó. Tâm thở dài: bây giờ mình cứ việc giao cho chị Huỳnh Mai công tác giao thiệp cù cưa cù nhằn với thằng Chả để cho qua thời. Chắc thằng Chả không ở đây lâu đâu, vì vừa phe tụi mình vừa phe thằng Chả dồn đóng vùng này thì sớm muộn gì tay cũng tổng bố. Thế lắc đầu: giao cho bà nội đó thì cũng khó. Khó cái gì?
Anh không thấy hồi nãy chị đá bóng đá gió với bãi núi coi được ớn đó sao? Thằng cha đó coi hùng hổ vậy mà hay dạy gái. Ý trời, tôi coi bộ chả khôn cãi trời mà bà nội Quỳnh Mai lại lóc treo lóc chóc. Tôi sợ bà sơ hở một cái. Tâm vỗ nhẹ vai anh ta. Anh sợ chỉ sụp bẫy thằng cha kia thì uống phải không? Bẫy nè, mình sợ chỉ muốn trêu tức anh em mình chơi rồi lỡ bộ luôn. Với lại tánh nết của bà nội đó cũng sanh tử lắm, bà hay khoái những thứ lạ đời. Tâm cười nói, tại tụi mình ở đây thường quá phải không anh? Thế khẽ thở dài, à cũng gần đúng như vậy. Với lại hai đứa mình đây, đứa nào đứa nấy cũng dính vô một bà hết, nên chỉ càng xem thường hơn nữa. Tâm nghiêm giọng lại, bây giờ anh tính sao đây? Có nên qua bàn với chị Quỳnh Mai không? Thế gãi đầu, để tôi hỏi nhóm chị coi. Tâm tán thành, ừ, anh nên hỏi ý chị trước coi thế nào thì mình mới liệu được. Nếu chị bằng lòng cù cưa cà kê với bãi núi thì cũng đỡ. Thế thở dài, tôi sợ chị lại nhè mê thằng cha kia. Tâm ranh mảnh hỏi lại, bộ anh tiếc hả? Thế bật cười, khổ tôi đâu mà tôi tiếc. Có điều, có điều là mình thấy một du vật như vậy mà để cho kẻ khác, nhất là để cho tên bảy núi hưởng thì phí của trời quá hen. Thế ngập ngừng, có lẽ vậy, tôi biết. Ngoài ra chỉ còn hơi tức tôi về một vài việc nữa. Bởi vậy anh thấy khi bảy núi qua đây, chỉ thấy anh em mình có vẻ không ưa hắn, là chỉ sáp vô làm sơm tụ liền để trêu tức anh em mình chơi. Tâm vội nói, có lẽ chỉ muốn trêu tức anh thì đúng hơn. Tôi ăn thua gì với chỉ mà chỉ tức. Bởi vậy tôi khuyên anh nên chịu khó o bế chỉ một chút, chứ không thôi chỉ nhắm mắt nhắm mũi dọt sang luôn bên bảy núi thì tiếc hùi hụi đa. Thế gượng cười, thì ai thấy vậy mà không tiếc. Nhưng tôi cũng dái cho bà nội đó gặp một cú dữ dằn cho bà bỏ bớt cái tánh kiêu kỳ. Tôi còn dái. Vừa lúc đó Huỳnh Mai đi chờ tới. Thế nín bặt. Huỳnh Mai ranh mảnh lên tiếng hỏi hai người, chắc bị bãi núi chơi một vố gì nên hai anh mới ở biệt dưới này sầm xì to nhỏ hoài ha. Tâm vội nói đỡ, đâu có gì chị, tụi này đang nói chuyện tầm sam. Thế giọt miệng cướp lời Tâm, giấu chị làm khỉ gì, đằng nào cũng phải bàn với chị. Mà việc này nói cho đúng ra thì có ăn nhậu gì đến tôi với anh? Huỳnh Mai cười lạc, vậy ăn nhậu đến tôi chắc. Thế đáp gọn, đúng bon vậy. Huỳnh Mai bước lại khều vai Tâm, sao có tôi ở trỏng hả anh Tâm? Tâm ngần ngừ hướng qua Thế, Việc này hơi tế nhị. Thôi để anh Thế nói chuyện với chị cho tiện hơn. Anh ta cười nhẹ, nếu nói cho đúng ra thì chỉ có mình tôi đây là không ăn nhậu gì vô đó hết. Thế quay qua cự nữ Tâm, anh này cũng kỳ, anh làm như tôi bất cần nữa. Tôi đã nói là tôi còn gái nữa. Quỳnh Mai gằn giọng hỏi Tâm, gái cái gì hả anh Tâm? Tâm đứng gian ra, chị hỏi anh Thế cho tiện hơn. Thôi tôi đi kiếm bà Dung một chút. Y cha, hồi nãy có mặt bảy núi ở đây mà bả nhán qua nhán lại hoài, khiến cho mình lên ruột cầm canh. Huỳnh Mai cười rộ, sợ thằng chả bắt về làm áp trại phu nhân hả? Tâm cười theo, chị mới xuống nên chị chưa nghe danh của thằng chả. Đúng là cái thứ già không bỏ mà nhỏ không chê đó chị à. Chị nên coi chừng, chị giỡn mặt với ông nội đó có ngày mệt đa. Huỳnh Mai ung dung đáp, tôi đâu có ngán thứ đó. Tại mấy người mới thấy bóng thằng chả mà đã run rồi, nên thằng chả mới được thể làm tới. Anh không thấy sao? Tôi nói chuyện với thằng chả như không, và thằng chả còn có vẻ khóm rớm trước mắt tôi nữa. Anh thấy rõ mà. Tâm gật đầu, cái đó thì có thiệt, nhưng càng nguy. Nguy chỗ nào? Thì nguy ở chỗ thằng chả đeo chỉ riết. Mà thằng chả đeo riết thì khổ lây hết cả tụi tôi. Quỳnh Mai cười khẩy, xin lỗi, không ai biểu mấy anh dính dáng vô. Mấy anh để thì kệ tôi, tôi đâu phải còn con nít con nôi gì mà mấy anh sợ tôi bị người ta quyến rũ, hay tôi làm bậy cái gì để mấy anh phải gánh quả lây. Thế trầm giọng nói cho em vô, việc này coi lơ mơ vậy mà rắc rối lắm. Tôi coi bộ bảy núi mặn chị lắm á, rất có thể thằng chả sẽ kiếm chuyện làm khó dễ tụi này nếu chị làm mít lòng chả. Huỳnh Mai làm mặt nghiêm, chắc mấy anh muốn khuyên tôi nên nghe lời thằng chả. Thế cười nhẹ, chị dư biết rằng dầu cho tụi tôi có khuyên chị cũng chẳng nghe. Coi, phải thì tôi nghe mạnh chứ. Nhưng chị biết việc này ra làm sao? Quỳnh Mai liền hỏi, vậy bảy núi muốn gì đó? Thế ấp úng,
Chả muốn hơi ngặt, chị đã rõ rồi. Chả đòi cưới chị. Quỳnh Mai phá lên cười. Đòi tôi về làm bé phải không? Thế cười cường. Làm áp trại phu nhân như chị đã nói. Đó, chị thấy không? Việc đó tôi chắc chị không đời nào nhận được rồi. Và chắc chị không đời nào nghĩ đến chuyện đó nữa. Quỳnh Mai vặn lại. Sao anh biết? Bộ anh giỏi làm thầy bói nữa à? Thế tò tiếng. Vậy chẳng lẽ chị chịu vậy hay sao? Giọng Quỳnh Mai trở nên mơ màng. Ừ, kể ra xuống dưới này mà đi kèm theo một thằng cha như vậy cũng thú. Thế kêu lên. Coi, chị không định nói giỡn để chọc tức tụi này chứ hả? Quỳnh Mai nghiêm giọng. Chọc mấy anh làm khỉ gì? Có điều mấy anh cứ bắt tôi làm đàn bà con gái hoài nên tôi phát ngán như cơm nếp. Tôi muốn cũng được như mấy anh, nghĩa là không có sự phân biệt nào hết. Tâm cười nói đùa. Chắc chị nghe Bảy Núi hứa sẽ tặng cho chị một khẩu súng lục bá ngà để chị đeo xệ xệ lấy le chơi nên chị ham và muốn nhân dịp này tung hoành dọc ngang để lấy le chứ gì. Quỳnh Mai đập mạnh vào vai anh ta. Đừng nói vậy, bộ tôi ham cái vỏ đó lắm sao? Tâm toan nói thêm nữa nhưng thế là chận trước. Việc này cũng sắc máu lắm chứ không phải là chuyện giỡn chơi. Vậy chị Quỳnh Mai chị nên liệu trước. Quỳnh Mai hỏi lại. Theo ý anh tôi nên liệu sao đây? Thế ngập ngừng. Chị đã nói là việc riêng của chị thì tôi đâu có dám có ý kiến. Anh nói đại đi. Thế cười cường. Chẳng lẽ chị chịu? Giả tỉ tôi chịu thì sao? Tâm kêu lên. Chịu cái gì kỳ vậy? Sao kỳ? Tâm đáp mau. Kỳ vì uổng quá mà. Quỳnh Mai cười giòn. Tôi không thấy chỗ nào kỳ và chỗ nào uổng. Tôi trước sau trơ trọi có một mình, chứ có phải lỡ dướng dít với ai đâu mà có người sợ uổng. Tâm kín đáo khều thế rồi đáp. Đã đành rằng tụi tôi ở đây không được cái phước lớn để chị chú ý đến. Quỳnh Mai cướp lời anh ta. Phước gì nữa? Cha nào cha nấy cũng có mang theo một cục nợ đời. Nhưng tụi tôi vẫn tiếc như thường. Khi không chị để cho ai đâu rước đi, và phải ai khác rước chị đi còn đỡ tiếc. Bộ mấy anh cho rằng Bảy Núi tầm thường à? Trái lại, vì thằng chả đặc biệt quá cỡ và cũng không thuộc cái loại của tụi mình. Bộ cái loại của tụi mình là ngon lắm sao? Không ngon gì, nhưng dễ sống, dễ hạp. Sao anh biết tôi không hạp với thằng chả? Tâm cười đáp. Nếu chị hạp thì tôi chịu thua luôn, chứ còn biết khỉ gì nữa. Thế sốt ruột chen vô hỏi Quỳnh Mai. Vậy là chị đã bằng lòng làm bé Bảy Núi phải không? Nếu chị ừ thì tụi này cũng khỏe ru, vì khỏi lo lắng gì nữa. Và tụi này chỉ có việc làm lễ đưa chị về bển. Quỳnh Mai vẫn như thường. Làm lễ tống gió phải không? Thế cười mỉa. Thì một khi chị chịu như vậy, tụi tôi phải lo chứ sao? Quỳnh Mai thản nhiên hỏi lại. Còn trong trường hợp tôi không chịu? Thế sốt sắng đáp. Nếu chị không chịu thì cố nhiên là tụi này sẽ bị thằng chả làm khó làm dễ. Quỳnh Mai hóm hỉnh chặn lời anh ta. Vậy để tôi nhận lời hắn ta, cho mấy anh nhẹ thở nghen. Thế rớn giọng lên. Nhận chi vậy? Nếu chị xét rằng mình không ưa gì hắn thì việc gì phải liều mạng. Đã đành rằng thế nào tụi tôi cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng chị đã ở đây thì tụi tôi phải có nhiệm vụ bảo vệ chị. Quỳnh Mai cười khẽ. Ý cha, nói nghe hăng quá ha. Nhưng tôi đâu có đành tâm để cho mấy anh phải vất vả vì một mình tôi. Tôi đành hy sinh vậy. Thế vội nói. Tụi tôi đâu có bắt buộc chị làm việc đó. Tụi tôi chỉ xin chị khéo léo trong cách đối xử với hắn từ đây cho tới ngày hắn rút đi. Thế nào tay cũng vô đây bố mà. Rồi lúc đó anh em mình cũng phải chạy, chứ bộ yên ở đây được sao? Tâm đỡ lời thế. Tụi mình ít dân nên có dời đi cũng dễ. Hay tấp vô mấy ruộng đế ruộng sậy kia trốn đó, như mấy lần trước cũng êm. Chứ mấy chả đông dân nên mấy chả không dám ẩn núp lại đâu. Hơn nữa mấy chả có đặt người ở nhiều mối đường, nên hãy thấy ti rụt rịch tàu bè là mấy chả giọt liền. Quỳnh Mai ung dung lên tiếng. Thôi được, mấy anh để tôi tính sao. Tôi cũng mới quen với thằng chả đây. Thế bực mình. Chị làm như tụi tôi bắt ép chị điều gì, nên chị cần phải có thời gian để làm quen với hắn. Ừ, chị làm như tụi tôi muốn gả ép chị cho thằng chả vậy á. Thì giàu cho có gì đi nữa, mấy anh cũng phải để cho tôi quen biết thêm thằng chả, để tôi mới hiện cách đối phó được. Thế chắc lưỡi. Còn quen gì nữa? Chị thấy cái bộ gió của thằng chả chị cũng đủ rõ bông rồi. Chẳng lẽ chị thiệt thà đến cái mức không biết thằng chả muốn gì hay sao?
Phải người khác vô đây thì tôi sợ lớ ngớ, để cho thằng trái ăn tươi nuốt sống. Tâm chen vô. Nhưng dầu sao theo ý tôi thì chị cũng nên lưu ý, nếu chị không muốn để sơ hở. Quỳnh Mai liền hỏi. Lưu ý sao nữa? Tâm cười đáp. Tôi hơi sợ chị thấy thằng trả lạ lạ, rồi chị muốn giỡn chơi cho vui, rồi chị mắc bẫy thằng trả lúc nào mà chị cũng chẳng hay. Quỳnh Mai cười khẩy. Cái đó anh khỏi lo đi, nếu tôi như người ta thì tôi không còn tới ngày nay. Thế cười thầm và phải lên tiếng. Dầu sao chị không nên ý y, ai cũng là con người, và cũng có lúc mình yếu. Quỳnh Mai nói lảng ra liền. Thôi, tôi lên nằm nghỉ đây, để cho mấy anh rộng đường bàn tán. Tâm cự nữ. Còn bàn tán cái gì nữa, việc gì tụi tôi cũng phải tính cho chị rõ hết. Quỳnh Mai vừa rảo bước đi vừa đáp. Mấy cha bàn tính đã đợi với nhau rồi mới cho người ta biết, vậy mà còn làm bộ. Thế lật đật chạy đi tìm Quỳnh Mai và hớt hải báo tin. Mai, bảy núi sai người qua rước chị kìa. Quỳnh Mai ung dung hỏi lại. Rước về làm vợ bé hả? Thế chắc lưỡi. Vì gấp vậy, mời chị qua chơi thôi. Quỳnh Mai đứng lên. Ừ thì đi. Thế trợn mắt. Dám đi à? Coi, sao lại sợ? Thế nhăn nhó. Nếu vậy để tôi đi theo với chị. Quỳnh Mai cau mày. Đi theo đi dữ hả? Thì có tôi đi theo cũng đỡ. Giả tỉ như thằng chả làm trận làm thượng thì một mình anh đủ sức chống chọi không? Thế cười lạc. Thôi, chị muốn đi đâu thì chị đi. Vậy chị mau mau một chút, họ đợi dưới bến. Quỳnh Mai xách túi vải lên. Để tôi sửa soạn một chút. Thế dậm chân. Trời ơi, bộ chị tính đi ăn tiệc hay sao mà cần phải dồi phấn thoa son? Chị như vậy cũng đủ le rồi, huống hồ chị còn muốn bẹo hình bẹo dạng. Quỳnh Mai làm như không nghe thấy gì hết, thản nhiên ngồi xuống, lôi gương lược ra chải đầu. Thấy cô ta quá lâu lắc, thế lại dục. Ý trời ơi, sơ sơ thôi cũng được mà, bộ chị tính đi thi sắc đẹp với thằng chả sao? Dân của thằng chả hối như giặc kìa. Quỳnh Mai vẫn xăm soi bóng mình trong gương. Thằng chả đợi tôi còn không ngán, huống chi là dân của thằng chả. Bộ anh quý anh sợ dân của thằng chả hơn tôi sao? Thế lại hối. Thôi chị có ngắm vuốt gì thì ngắm phứt đi, chứ đừng nói dài dòng gì nữa. Quỳnh Mai khẽ gật đầu. Tốt. Thế giọt miệng. Chị. Mà thôi, tôi chẳng hơi sức đâu nói thêm nữa. Quỳnh Mai quay lại. Anh tính nói cái gì đó? Thế vùng vằn xua tay. Không có cái gì hết, chị lo cho xong phần chị đi. Quỳnh Mai tiếp tục vuốt sửa lại mái tóc, đoạn vói tay kéo túi quần áo để lấy một chiếc khăn lụa màu sặc sỡ, rồi ngồi lại trước gương để bịt chiếc khăn ấy lên đầu. Thế lại kêu lên. Trời, chị làm tới hoài vậy? Bộ thằng chả mời chị tới để dự lễ khao quân hay sao mà chị sửa soạn đủ thứ hết? Quỳnh Mai đứng lên dẹp các cương lược, đoạn dây qua Thế, mỉm cười hỏi. Anh coi tạm được không? Thế chớp mắt lặng thinh trong một giây rồi thở dài. Chị dư biết là chị lộng lẫy mà. Thôi đừng kêu ngạo người ta, bây giờ tôi phải thay quần áo. Thế phát cáu. Trời ơi, quần áo gì nữa mà thay? Chị ăn mặc như vậy thì ngay đến tôi đây mà cũng phải còn mòn con mắt. Thôi chị ơi, bộ chị muốn hành tôi sao? Cái gì mà hành tội anh? Thế ấp úng. Chị bắt tôi đợi. Anh ở đây chứ bộ, hay là anh có bận việc gì thì lo việc ấy đi, để khi nào tôi sửa soạn xong tôi xuống dưới cũng được mà. Thế thở dài. À, thì tôi có làm gì đâu. Vậy thì việc gì mà anh phải hối thúc tôi? Tôi... Thôi chị lo sửa soạn đi. Tại chị nữa. Khi không lại đổ thừa tôi nữa à? Tôi làm gì đâu. Thế như muốn cự nữ. Chị dư biết mà còn hỏi chi vậy? Quỳnh Mai nghiêng đầu. Tôi dư biết cái gì cả. Thế hỏi gằn giọng. Chị, đêm hồi mình đi tránh bố, và đêm đó... Quỳnh Mai nhíu mày, đoạn cười đáp. Việc đó mà cũng đổ thừa cho tôi nữa sao? Tôi tưởng anh nên xét phần của anh. Bây giờ anh cảm phiền đi xuống dưới đất. Ờ, hay là anh quay mặt ra để tôi thay quần áo. Khổ quá, căn nhà này trống trơn à, nên không có chỗ nào tránh vô một chút hết. Thế buồn bã đáp. Thôi, để tôi xuống. Quỳnh Mai vội nói. Khỏi mà, chỉ cần ngồi đưa lưng về phía tôi. Mình đây cũng quen biết với nhau chứ có phải xa lạ gì đâu. Dứt lời cô thản nhiên cởi nút áo, khiến cho Thế vừa dậm đứng lên trông thấy nên phải quay phắt mặt đi. Quỳnh Mai nhí nhỏm nói dối. Một chút thôi. Thế gật đầu.
Ừ, chị muốn lâu mau gì cũng được. Phải chi chị để tôi xuống dưới cho đỡ sốt ruột và khỏi hối thúc lôi thôi. Quỳnh Mai không trả lời mà lúi húi thay quần áo. Tự nhiên Thế bắt để ý lắng tai nghe tiếng sột soạt nho nhỏ của quần áo bị cởi ra, rồi mặc vào, và đâm ra muốn đoán chừng coi Quỳnh Mai đã ăn giận tới đâu. Có tiếng Quỳnh Mai chắc lưỡi. Chà, cái áo này xếp có nếp hết trơn à. Thế lên tiếng hỏi. Xong chưa chị? Gần gần. Trời ơi, cái gì đâu mà gần gần. Bộ chị tính mặc kiểu bên Tàu bên Tây gì đây? Quỳnh Mai cười nói. Rồi nè. Thế phe hỏi lại. Vậy tôi quay lại nha. Mỗi cổ thấy mồ. Ai biểu anh ngồi cứng đờ và nhìn thẳng băng ra đằng trước làm chi? Cứ ngồi như thường không được sao? Thế ngượng nghịu và chậm rãi quay lại. Nhưng rồi Thế phải cau có ngang. Chị diện chi quá trời vậy? Quỳnh Mai vừa khẽ xoay người để tự ngắm nghía vừa đáp. Như vậy mà diện khỉ gì? Đồ đen và tôi mặc cho gọn. Như vậy mới giống một nữ chiến sĩ chứ. Thế có vẻ bức rứt. Thôi được, chị muốn ăn mặc sao cũng được. Chẳng lẽ tôi cứ nói vô nói ra hoài sao? Chị qua bển thế nào thằng cha bảy núi nó cũng hiếp con mắt lại. Tôi có can cũng chẳng được. Quỳnh Mai liếc xéo anh ta. Vậy để tôi thay bộ khác nghe. Thế quờ tài nhún vai. Chị thay bộ nào thì cũng vậy thôi. Đằng nào tôi cũng kể như mất chị. Quỳnh Mai nửa phụng phịu nửa gắt gỏng. Anh làm như tôi qua bển rồi đi luôn vậy. Nhưng chị cứ nhử tới như vậy hoài thì thằng Chả bỏ sao được. Có lẽ khi chị qua bển, chị nên bàn tính với thằng Chả về việc đãi tiệc. Tiệc gì? Tiệc cưới chứ còn tiệc gì nữa. Và để nữa rồi mời tụi này qua ăn nhậu chơi. Ừ, chị nên tính như vậy cho nó đỡ mất thì giờ. Và tụi tôi đây cũng khỏe nữa, vì khỏi phải lo lắng về mặt đó. Chẳng lẽ có chị ở bển mà còn để cho thằng Chả hại tụi này sao? Quỳnh Mai nheo mắt cười. Có chi mà chua chát quá vậy. Anh làm như tôi qua bển để nhận lời cầu hôn của thằng Chả vậy. Thôi xuống đi anh. Thế đứng nép qua một bên nhường lối cho Quỳnh Mai. Khi đi ngang qua, cô ta chợt đứng lại nhìn thẳng vào mắt Thế trong một giây, đoạn hỏi ngang. Hay là tôi không đi? Thế chớp mắt lìa. Sao lại không đi? Quỳnh Mai đáp gọn. Để ở lại với anh. Thế lập cập hỏi. Chị không nói giỡn? Thiệt mà. Ở lại với tôi làm chi? Anh còn hỏi nữa sao? Thế cúi đầu ấp úng lên tiếng. Chuyện này tôi tính lại mới được, vì còn anh em khác nữa. Quỳnh Mai gắt lên. Anh em gì vô đó nữa? Mình đâu phải sống chỉ cho riêng mình. Kẹt là ở chỗ đó. Việc gì của tôi với chị cũng dính líu đến nhiều người khác. Chị chịu khó đi đi. Chị nói vậy tôi cũng hả lòng rồi, nhưng hơi lo sau này. Quỳnh Mai mỉm cười. Đằng nào anh cũng rên hết. Tôi theo anh bảy núi thì anh cũng nhăn nhăn nhó nhó. Thế sẻn lẻn. Chị đi đi. Dầu sao chị cũng phải ráng đi ngoại giao với thằng Chả chứ, ngắt ngang sao được. Trễ quá rồi chị. Chị rút rút một chút. Quỳnh Mai hớn hở tạt đầu. Thôi để tôi xuống ngang. Dứt lời cô ta vối tới hôn nhanh lên mặt Thế, đoạn lật đật bước xuống cầu thang. Thế đứng chết chân tại chỗ, ngơ ngác đưa tay sờ lên má. Anh ta có dịp khấn khích với người con gái hơn, nhưng chiếc hôn phớt vừa qua lại có một ý nghĩa đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ hai người cùng bình tĩnh chuyện trò. Như sực tỉnh, anh ta hối hả chạy theo Quỳnh Mai. Anh ta muốn giữ cô ta lại trong một giây và trong cánh tay của mình, nhưng tên thủ hạ của bảy núi đã trực sẵn gần đấy. Thế nghe anh ta cằn nhằn với Quỳnh Mai. Sao cô lâu quá vậy? Anh bảy ở bển đợi mòn con mắt rồi tôi về tới, anh dám nợ tôi lắm mà. Quỳnh Mai ung dung đáp. Anh khỏi lo, có tôi đây chi. Tên thủ hạ nhìn lại Quỳnh Mai, đoạn gật gù. Mai ra cũng nể cô. Thôi mau mau đi cô. Thế vội nói với Quỳnh Mai. Chị đi qua bển thì liệu về gấp nghe. Tên thủ hạ đáp Thế cho Quỳnh Mai. Gấp không được đâu. Anh bảy anh mời cổ lại ăn cơm luôn mà. Quỳnh Mai dây qua triều mến nhìn Thế. Tôi liệu cách về sớm mà. Thế ngập ngừng. Tôi sợ chị bị kẹt thêm cái gì nữa. Quỳnh Mai cười đáp. Tôi phải nghĩ đến anh chứ. Nhưng chị cũng liệu sao cho êm đẹp. Quỳnh Mai làm bộ thở dài. Thì tôi cũng nghĩ luôn cho mọi anh em nữa. Như vậy anh chịu rồi chứ. Thế phải bật cười.
Quỳnh Mai khoan thai bước xuống xuồng trong lúc tên thủ hạ của Bảy Núi lật đật nhổ cây dầm cắm xuồng lên. Thế đưa mắt ngó theo để chờ cho Quỳnh Mai nhìn lại mình. Quỳnh Mai quay lại vẫy tay. Thôi, về nghỉ đi, đừng lo ngang. Thế bước ra sân xuống bờ cỏ gần nước, nhưng nức lòng thêm vì câu nói ấy. Anh ta nói dối theo. Chị nhớ đi mau mau về nghe. Quỳnh Mai vẫy tay chào lại, trong lúc thủ hạ Bảy Núi cầu nhau. Bảy Núi nghe báo tin Quỳnh Mai đến, lật đật rời khỏi nhà tạm trú để xuống bến đón. Hắn ta không giấu vẻ hệ hạ. Tôi tưởng cô không chịu sang chứ. Quỳnh Mai nhanh nhẹn nhảy lên bờ. Bận sao đừng tưởng như vậy nữa ngang. Bảy Núi không để ý đến lời trách móc nhí nhảnh của Quỳnh Mai, mà đứng trố mắt ngắm nghía cô này từ đầu đến chân, rồi trầm trồ một cách sống sượng. Ít ra sao bữa nay tôi coi cô đẹp nhất vậy. Cái bộ quần áo đen bó sát đeo này nữa, coi mạnh dạn đa. Cô quấn cái khăn lụa đó cũng hay nữa, giống như tụi này quấn khăn tắm, hệt như phe của mình như vậy đa. Quỳnh Mai ngắm sơ lại mình, đoạn hỏi. Anh nhắm tôi ăn mặc như vậy có quá lố không? Ở dưới đồng, dưới ruộng. Bảy Núi chắc lưỡi. Bận đồ đen là đồng ruộng rồi, và cái kiểu của cô cắt coi gọn lắm. Ừ, vừa gọn vừa đẹp mà vừa quay. Thật tôi chưa thấy ai biết cách sửa soạn như cô. Mấy con mẹ ở dưới này nhiều lắm là chỉ biết quấn chiếc khăn bàn lông dài cỡ một đống trên đầu. Quỳnh Mai nhắc lời hắn ta. Thôi, bộ anh tính mời tôi qua đây để cho uống nước đường hay sao mà đứng đó khen hoài khen quỷ vậy? Bảy Núi lật đật bước lại để sống vai với cô ta và niềm nở lên tiếng. Xin mời cô vô nhà, đại bản danh của tôi đặt ở đây đó cô. Quỳnh Mai nhìn vào căn nhà hắn tạm trú. Đó là một căn nhà có vẻ khá giả nhất trong xóm. Rải rác ở góc sân, ở sau hè, mấy tên thủ hạ của Bảy Núi đứng tụm năm tụm ba, cùng nhìn ra phía Quỳnh Mai và chỉ trỏ cười nói. Quỳnh Mai cau mày, bảo Bảy Núi. Dân của anh làm gì mà chỉ trỏ tôi quá vậy? Bảy Núi cười đáp. À, tụi nó thấy cô lạ. Quỳnh Mai có vẻ bực dọc. Bộ lạ rồi họ cười chọc tôi sao? Vậy mà tôi nghe nói đàn em của anh sợ anh như sợ cọp. Coi bộ họ dễ ngươi anh quá. Bảy Núi mới biết Quỳnh Mai phiền hà mình. Hắn ta cắn răng bảnh xương quai hàm ra, dân dê mạnh mạnh một chót râu trái ấu như muốn rứt ra. Đoạn hắn cười gằn một mình rồi mới quay qua, cười tươi với Quỳnh Mai. Hê hê, cô bỏ qua đi. Tụi nó là thứ cô hồn cát đảng, không biết phép lịch sự gì. Dứt lời hắn mạnh tay xốc khẩu súng lục xệ dưới đùi lên và quát gọi. Thằng Tám đâu? Một thủ hạ vạm vỡ hấp tấp chạy đến. Tên này cũng mang một cây côn, nhưng lại để bao súng nằm ở trịch dưới bụng. Anh ta giọt hỏi. Chi đó đại ca? Bảy Núi hất hàm chỉ về đám thủ hạ. Mày làm ơn nói với mấy thằng chết dầm kia đi chỗ khác chơi. Bộ lạ lắm sao mà tụi nó bu xem như vậy? Tên Tám gật đầu như máy. Dạ, để em biểu tụi nó. Dứt lời anh ta vừa quát tháo ôm sờm vừa xua tay. Ê, tụi bay đi chỗ khác chơi. Đù họ bộ lạ lắm sao mà tụi bay chùm nhôm lại đó. Anh Bảy anh nổi sùng kia kìa. Bọn thủ hạ của Bảy Núi tản đi mau sau khi liếc chừng về phía Quỳnh Mai. Trên sân chỉ còn vài ba tên hộ vệ của Bảy Núi, mình đeo đầy võ khí, tiểu liên, lựu đạn, dao găm. Bảy Núi ân cần bảo Quỳnh Mai. Thôi mình vô nhà đi cô. Quỳnh Mai thắc mắc. Anh đuổi xua anh em như vậy rồi họ phiền tôi chết. Bảy Núi to tiếng. Ôi mấy cái thằng đó thì ăn thua gì. Tôi bắt nó chết thì nó cũng phải chết nữa mà. Quỳnh Mai gật đầu. Thiệt ai khác vô đây thì không dễ gì khiến họ nổi. Bảy Núi ưỡn ngực. Cố nhiên. Ai khác vô đây là tụi nó khiêng đi liền. Cô đừng thấy tụi nó ngán tôi vậy rồi tưởng rằng tụi nó ghét tôi đâu. Tụi nó thương tôi lắm. Dân đồng sinh đồng tử thì có khác dân ở mấy bộ đội à. Khác ở cái điểm đó. À, ở đây dùng cơm với tôi nghe. Quỳnh Mai cười hỏi. Tiệc tùng gì đó? Tiệc khỉ gì? Tụi sai tụi nó làm vịt xiêm nấu cháo vậy thôi. Tôi cũng có nhờ người ra chợ mua nước đá la ve cho cô uống. Quỳnh Mai trợn mắt. Sao anh ẩu vậy? Rủi ra ngoài thì tay nó biết sao? Bảy Núi cười nói như không. Nhờ mấy con đàn bà ở đây mà. Rủi họ mách bảo cho tay thì sao? Bảy Núi cười đáp liền. Đời nào, nhà cửa cha mẹ chồng con họ ở đây thì họ đâu có dám. Quỳnh Mai quắc mắt. Nghĩa là nếu có gì bất trắc thì anh bắt thân nhân của họ ở đây chứ gì? Bảy Núi nhún vai. Biết làm sao khác bây giờ cô.
anh em tụi tôi không muốn chết một mình lãng xẹt. Nhưng tại sao anh lại nhờ nhỏi làm chi? Bảy núi nhìn xéo cô ta. Năm thỏa 10 thì mới được dịp mời cô ăn cơm một lần. Cô là người từng sống ở thành, nên tôi chắc cô xuống dưới này, lâu lâu cô cũng thèm những thứ đó. Huỳnh Mai mỉm cười như để tạ ơn, đoạn theo anh ta vào nhà. Bảy núi lại quát gọi thủ hạ. Thằng Tám đâu rồi? Tên Tám lật đật chạy vô. Bảy núi hất hàm hỏi. Khẩu súng ba ngà đâu? Em có lau chùi kỹ giùm qua không? Tên Tám gật đầu. Dạ có anh Bảy. Đem ra đây để qua tặng cô Hai. Tên Tám vội chạy lại cột nhà moi chiếc ba lô, trên ấy để lấy khẩu súng lục nhỏ và mạ kền sáng chói ra, đem lại trao cho Bảy núi. Bảy núi lại hỏi. Bao già đâu? Tên Tám nhanh nhẩu đáp. Dạ em đang nhờ tụi nó đánh bóng. Hãy đem lại đây cho mau. Tên Tám lại chạy đi, và chỉ trong một lát sau, anh ta mang đến một chiếc bao đựng súng, có cẩn quanh một hàng đinh đồng chữ sáng. Bảy núi nâng niu chiếc bao da, đoạn cho khẩu súng vào rồi trịnh trọng đưa lên bằng hai tay. Đây, xin tặng cô. Huỳnh Mai có cái dáng điệu của một đứa trẻ con được tặng một món quà quá lớn đối với mình. Cô mở to mắt reo lên. Thật vậy sao? Bảy núi lừ mắt. Coi, tôi đã hứa hôm trước rồi mà. Anh lấy khẩu súng này ở đâu mà giỏi quá vậy? Bảy núi nghiêm trang đáp. Khẩu súng này tôi đoạt được trong một trận đánh đồn long trời lỡ đất. Phe tôi bao nhiêu anh em bỏ mạng, tôi vẫn giữ nó từ 2 năm nay để chờ gặp người vừa ý để trao tặng. Và người đó phải là một người đàn bà. Huỳnh Mai nhíu mày. Sao lại là một người đàn bà? Bảy núi nhìn xuống khẩu súng. Vì nó nhỏ nhắn đẹp đẽ, bộ cô không thấy sao? Huỳnh Mai cười hỏi. Chắc thứ súng dùng để bắt ghen. Ý, thứ này bắn chết người không phản phát nào hết. Có điều là phải ở gần đích một chút. Đâu, cô lấy hai tay lên để tôi đeo vô coi. Huỳnh Mai hí hửng đưa tay lên cao. Bảy núi vừa đặt sợi dây da vòng qua người, Huỳnh Mai lại khựng lại khi phải sát vào thêm một chút. Mắt anh ta như bị dính vào chiếc eo quá thon và vòng mông quá đầy đủ. Huỳnh Mai lên tiếng hỏi. Gì đó anh? Bảy núi như chợt tỉnh. À không, cô đứng yên để tôi đeo vô cho. Xong xuôi hắn đứng lùi ra sau một bước để ngắm nghía Huỳnh Mai, rồi chắc lưỡi khen. Trời, hoài quá, ăn rơ với bộ đồ của cô lắm mà. Thật là chưa bao giờ tôi vừa ý một cái gì như lần này. Huỳnh Mai hơi ngượng nghịu, đưa tay mân mê bá súng. Thiệt không? Hay là anh chế giễu gì tôi đó? Bảy núi to tiếng đáp. Thiệt mà, đúng như điều tôi mong muốn từ 2 năm nay. Cô ở dưới này được như vậy là nhất hạng trên thế gian rồi. Huỳnh Mai cũng không giấu vẻ ưng ý. Tôi cũng ao ước như vậy từ lâu. Bộ ở bển không có sao? Mấy cha ở bển súng ống nhiều lắm mà. Có chứ chẳng không. Nhưng không được đẹp như vậy, và cũng không nhỏ nhắn xinh xinh như vậy. Hôm nào tôi phải tập mới được. Thì lát nữa cơm nước xong xuôi tôi sẽ lãnh phần dạy cho cô. Nhưng bắn sầm sầm có được không? Bảy núi vui vẻ đáp. Ai khác thì không được, chứ với cô đây tôi không dám từ nan một điều gì hết. Miễn cô vui lòng là đủ. Thôi vô ăn cơm, kẻo mọi thứ nguội lạnh hết. Liếc thấy chỉ có 2 chén và 2 đôi đũa trên mâm cơm đặt trên bộ ngựa giữa, Huỳnh Mai quay qua hỏi Bảy núi. Bộ có tôi với anh sao? Chớ sao nữa. Còn chủ nhà và anh em? Bảy núi xua tay. Cô khỏi lo, tôi quý khách thì tôi phải tiếp cô, chứ không ai được phép chen vô hết. Dứt lời, Bảy núi quát khối thủ hạ chặt nước đá mang lên. Huỳnh Mai nhìn cái ly duy nhất trên mâm cơm và hỏi. Bộ có mình tôi uống à? Bảy núi cười đáp. Tôi nữa làm chi, nhưng khắp trong xóm chỉ có một ly này đó cô. Ở đây dân tình gì sơ sát quá, tôi uống trong tô cũng được. Huỳnh Mai nâng ly la ve mát lạnh lên và không khỏi cảm thấy thích thú. Cô chợt nhớ đến Thế và tự nhiên đâm ra buồn bã ngang. Thấy vẻ mặt của Huỳnh Mai chợt sụ xuống ngang, Bảy núi ân cần hỏi liền. Chuyện gì đó cô? Huỳnh Mai lắc đầu gượng cười. Không, tôi sợ ở bên nhà mấy ảnh chờ cơm. Bảy núi cười lớn. Thiệt khệ mấy chả mà, lâu lâu đợi một lần thì chết chóc gì. Thôi mình nhập tiệc đi, chứ không thôi cháu nguội hết. Hết tập 11. Còn tiếp.